Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Đồ Xưa hàng Nhật Âu. Giới thiệu cho mọi người em Citizen, mẫu đồng hồ treo tường. Mỗi thực ra đợt này về phải hơn 100 chiếc đồng hồ gỗ kiểu như này. Thế nên là các bác cứ theo dõi các kênh của shop để cập nhật các sản phẩm mới, cũng như là xem mẫu mã nào ưng thì các bác chốt hàng. Thì em này cũng làm trong những chiếc đồng hồ cái kiểu khá là lạ, toàn thân cũng là gỗ, mặt số nổi luôn mọi người nhé. Cái kim của nó thì có gắn thêm phần là trắng gương ở trên, làm nổi bật lên cho cái chiếc đồng hồ. Em này thì kim giật, chạy một viên pin tiểu. Máy pin tiểu thì rất là lâu với hết pin, nên là các bác cứ treo lên cao, cũng không phải lo về phần là thay pin nhiều. Cái kích thước của chiếc đồng hồ này là 35, ngang là 38. Mã của chiếc đồng hồ là 943. Các bác muốn đặt hàng hay là muốn biết thêm thông tin sản phẩm thì cứ inbox của shop với cái mã là 943. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.